khi tôi ga lăng với người con gái khác trước mặt cô ấy. Cô gái em thích này. Em cảm ơn ạ. Ừ, tư vị dưới em thích. Em cảm ơn ạ. Xoài này ngon đấy. Em thích xoài này không? Có ạ. Anh mua cho em 1 cân nhé. Em cảm ơn ạ. Ding, ding, ding. Em giận anh à? Đâu, em đâu có giận gì anh đâu. Anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ không giúp đỡ người con gái nào nữa. Không, em không có giận anh thật mà. Thật á? Ừ. Thế giờ mình về đi ăn nướng nhá. Anh biết một quán ngon á. Vâng, em cảm ơn ạ. Đó có phải là người con.